chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá chợ Móng Cái, Quảng Ninh. Đây là chợ trung tâm Móng Cái. Chợ gồm có 4 tầng. Mấy chiếc? 30.000, bán lên mấy chiếc? Bán 1.000 chiếc. Đấy. 3 tiền cái cô? Lên mấy chiếc? 30.000 cái. Đây này màu xanh này em này. Màu này. Màu xanh. Chỉ màu nằm cô khác thôi. Vâng. Những cái này cũng thế à? Hay khác? Cái này khác. Alo, hello em. Cái này bao nhiêu cô? 120. Ừ. Cái này nhỏ hơn cái túi kia của anh đúng không? 3 tiền cả. Cái này đang bảo họ là 3 tiền. Túi Levi. Cái này 3 tiền thì bán. Giờ này bao nhiêu một đôi đây anh? Cái đấy 32 đồng 31. 320 gì anh? Không, 32 đồng. Đồng Trung Quốc cái gì? Ừ, tính ra có hơn 100.000 tiền Việt thôi. Hơn 100, chưa đến 120 á. Chưa đến hơn 100.000 tiền Việt đấy à? Ừ, hơn 100. Đây, đầy này thế à? Đầy đấy khác. Đầy này thì bao nhiêu anh? Chưa đi nên là mình chưa biết giá, nó vẫn sang đây nó vẫn nhiều. Nó khoảng khoảng tầm bao nhiêu? Tầm cũng chỉ 30-40 đồng gì đấy. Đây là một cái tí. Cái hàng hoa
xa. Và là hàng bán buôn hết à? Một đôi này bao nhiêu chị? Thì em lấy buôn. Hả? Đây là không bán lẻ. Chợ này toàn bán buôn tất à? Đồ đấy có bán lẻ không vậy? Em mua gì ạ? Mua quần đâu. Quần thì em chưa bán lẻ. À đây lấy bốn cái này, cho nó. Bốn cái cho nó.